Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn thành phố quán triệt và triển khai thực hiện kết luận số 21, quy định số 37 và một số văn bản mới của Đảng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh dự tại điểm cầu trung tâm hành chính thành phố. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các quận ủy, huyện ủy, các đảng ủy trực thuộc thành ủy và điểm cầu các đảng ủy phường, xã trên toàn thành phố. Hội nghị nhằm triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên kế hoạch số 45 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng về hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Quy định số 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ và chỉ thị số 12 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Kế hoạch số 48 của Ban Thường vụ Thành ủy về biên soạn chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2022 đến năm 2025. Hội nghị nhấn mạnh quan điểm cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập quán triệt, triển khai chỉ thị nghị quyết của Đảng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan dân cử, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, dựa vào nhân dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Có thể khẳng định đây là những văn bản rất quan trọng trên lĩnh vực xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mà Trung ương đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa để triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sâu rộng các văn bản nêu trên là hết sức cần thiết, là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị ở thời điểm hiện nay và có tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cơ quan trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng nhấn mạnh người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghiêm túc các kết luận, quy định của Trung ương. Trong đó cần nắm chắc, hiểu rõ các điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm. Tôi đề nghị các đồng chí nắm chắc và hiểu rõ 4 điểm mới, 4 mục tiêu, 5 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và 11 nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu ra trong kết luận số 21. Đây là những vấn đề hết sức quan trọng, có tính chất quyết định và có ý nghĩa xuyên suốt trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị của toàn thành phố trong thời gian tới. Đồng thời, tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo, bí thư các cấp ủy khẩn trương tổ chức thực hiện Kế hoạch số 45 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện kết luận số 21. Đây là một kế hoạch được chuẩn bị và xây dựng hết sức công phu trên cơ sở tổng kết đánh giá và kế thừa kế hoạch số 17 về thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12 ở trên địa bàn thành phố chúng ta. Trong đó, đề nghị các đồng chí nắm chắc 10 nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và các nhiệm vụ được giao cho các cơ quan đơn vị. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản quan trọng của Đảng phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, định kỳ theo dõi đánh giá đôn đốc, đảm bảo thực hiện có kết quả từng nhiệm vụ công việc cụ thể nêu trong kế hoạch.